cái điện thoại. Rồi. Rồi, chưa? Rồi bây giờ con mở, con lật ngược cái máy ra. Dạ. Rồi, cái làm tháo cục pin, bắt nằm kéo cái chốt này về phía bên này. Rồi, kéo nó ra. Cục pin. Rồi bắt nằm mở những con vít. Dạ. Con vít. Con vít. Mở luôn cả hai con này luôn. Đây có hai con nữa. Hai con vít này là bàn phím. Dạ rồi. Bạn hết xong vít rồi. Rồi bây giờ lật nó ngửa ra. Dạ, lật ngửa ra, bây giờ mình chỗ này nó có cái chốt. Bán năm kéo về bên phải. Chỗ này nó có cái chốt kéo về bên phải. Dỡ ra. Chỗ này để mở cái nắp này ra. Bàn phím máy. Cái năm dỡ nó ra. Rồi cái bàn phím. Cái bàn phím để mở được là do mình tháo vít hết rồi. Bây giờ bán năm đẩy nó trượt về phía trước. Đẩy nó trượt về phía trước như thế này. Đẩy trượt về. Nếu mà đẩy không được thì bán năm dùng cái này, cây nạy. Con bu chó năm, bán năm nạy nó. Bán năm nạy nó ra dày. Rồi nó sẽ ra. Cái năm mở ra vậy, cái năm thấy nó có cái dây này, cái năm nắm cái dây dở lên. Dở lên là cái bàn phím nó tháo ra rồi. Thì dưới khi tháo ra chỗ này nó có hai con vít. Chỗ này một con. Chỗ này một con nữa. Rồi. Hết hai con rồi, lúc này là tất cả các vít đã mở ra hết rồi. Bởi năm nắm cái này, bởi năm nắm cái mép này, bởi năm cậy nó lên. Cậy nó lên. Cậy nó lên. Dạ. Bởi năm cậy nó lên rồi. Bởi năm dựng nó lên như vậy. Bởi năm lấy cái cây này nè, cây con mua bán năm á. Chỗ này nó cái mép nè. Mày nó quay cái mép này. Chỗ này nó có cái nếp mép nè, bởi năm thò vô, bởi năm đẩy cậy cậy nó tới một chút. Bởi năm cậy cậy nhẹ nhẹ thôi là nó ra rồi. Rồi đó, vậy ra ra rồi, rồi nó ra rồi đó. Rồi bây giờ mình chỉ việc là mình dỡ nó lên. Dỡ nó ra đó. Rồi sau khi dỡ nó ra hết rồi á, mấy năm sẽ thấy nó còn cái cọng dây. Thứ nhất là em đông ngưng lại xíu thôi.